Reuters dẫn thông báo ngày 18 tháng 7 của Lầu Năm Góc đưa tin Mỹ vừa thử nghiệm thành công vũ khí bụi siêu thanh của Raytheon Technology. Loại vũ khí này có khả năng đạt tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Đây là vụ thử thành công vũ khí bụi siêu thanh lần thứ 3 của Mỹ kể từ năm 2013. Hiện tại, Cơ quan Chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến DARPA đang điều hành chương trình phát triển vũ khí bụi siêu thanh hút khí Hypersonic Air Breathing Weapon Concept HAVC của Mỹ. Cả hai tập đoàn quốc phòng Raytheon và Lockheed Martin đều đang cạnh tranh để giành hợp đồng cuối cùng. Từ tháng 9 năm 2021, Mỹ đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm vũ khí bụi siêu thanh hút khí, trong đó sản phẩm của Raytheon hoạt động thành công cả 2 lần, còn Lockheed có 1 lần thử nghiệm thành công và 1 lần thất bại. Ông Wes Kremer, chủ tịch đơn vị kinh doanh tên lửa và quốc phòng của Raytheon cho biết, việc nâng cao năng lực vũ khí bụi siêu thanh của đất nước chúng ta là một nhiệm vụ quan trọng và đây là một bước tiến quan trọng. Theo tuyên bố của Raytheon, tên lửa đã bay theo quỹ đạo mà các kỹ sư thiết kế trong quá trình bay thử nghiệm sau khi được phóng từ máy bay. Đây là lần thứ 3 Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí bụi siêu thanh trong các chương trình phát triển vũ khí bụi siêu thanh khác nhau. Những cuộc thử nghiệm thành công này diễn ra sau khi Mỹ thất bại trong việc thử nghiệm vũ khí bụi siêu thanh mang tên Common Hypersonic Glide Body ngày 29 tháng 6 tại cơ sở thử nghiệm tên lửa Thái Bình Dương ở Hawaii. Mỹ và các nước đang chạy đua trong việc chế tạo vũ khí bụi siêu thanh, thế hệ vũ khí tiếp theo có thể khiến đối thủ không kịp trở tay và vô hiệu hóa cơ chế đánh chặn truyền thống. Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với tốc độ cao gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h.